3 triệu một em các bác nhá. Đây là dòng âm ly cực kỳ dễ nghe, dễ chơi của Pioneer. Dòng âm ly size ngắn, rất gọn gàng, bề ngang là 38, 110W, 100V, 3 triệu giá tại cửa hàng. Phay nhôm rất đẹp luôn. 110W 100V, 4-16, hai cầu loa dụng B, hàng bãi zin. Dòng này thì chạy 4 sò than, hai tụ lọc một nguồn, mặt phay nhôm đẹp, hàng bao zin bao đẹp anh em. Tất nhiên thì đẹp theo kiểu hàng cũ. Dòng này anh em ghép vào những đôi loa bát 20, 25, loa thùng, loa buxel tuyệt vời luôn. Dễ chơi, dễ dùng, đấy là đặc trưng của những con âm ly kiểu này. Nên là rất nhiều người mua mà nó lại vừa tiền. Chiều cao nó cũng phải tầm 13, 14 anh em nha. Tất cả những con âm ly cửa hàng test lên sóng là đều chạy hoàn hảo, cũng như bãi zin đẹp, về chất lượng là tuyệt vời luôn, chạy như là đang nghe ở đây, hoạt động hoàn hảo. Tiếng mềm đặc trưng của Bolero nhạc vàng. 0941 891 914, Minh Audio Hà Đông, Hà Nội, khu đô thị Văn Phú, Hà Đông.